not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna play. Xin chào những quý cô tiệc tùng. Ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ đem đến cho mọi người một mẫu váy mà phải nói là được rất nhiều các cô nàng yêu thích trong bộ sưu tập mới lần này. Mẫu váy này thì với hai chất liệu chính là blend nữ hoàng cao cấp phối với chất liệu organza. Đó, và blend nữ hoàng là chất liệu màu đen nhá, còn organza là màu tím. Với hai tông màu này phối với nhau thì cũng là những cái tông màu mà được rất là nhiều các chị em thích, vì là khi mặc lên người nhá thì nó sẽ giúp cho chúng ta che khuyết điểm tốt này. Và đặc biệt là với tông màu tím là một cái màu mà rất là dễ mặc nữa. Điểm nhấn của mẫu váy này mọi người có thể thấy là cái phần tay, phần vai được thiết kế bản to và trễ vai, nhìn rất là điệu đà nhưng mà vẫn che được khuyết điểm bắp tay cho các chị em. Ở phần eo và phần bụng thì có một bông hoa 3D được đính kết thủ công ở ngay đây, sẽ giúp cho chúng ta che được khuyết điểm bụng mà nhìn lại còn rất quyền lực nữa. Ở phía dưới chân váy thì được thiết kế dáng chân váy ôm nhẹ nhàng, có phần cắt xẻ sẽ giúp cho chúng ta khéo léo khoe được đôi chân. Ngoài ra thì bước đi và đi lại cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu mà mọi người thích mẫu váy này rồi thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình mẫu váy này nhé.